Long chào cả nhà đã quay lại với kênh ẩm thực nấu ăn của mình nha. Hôm nay là mình làm bữa cơm cho gia đình của mình gồm có 4 món ha. Thịt bò trộn salad với là canh bào nấu thơm với tôm ram với thịt nạc vai ram mặn ngọt. Bữa cơm trưa của mình thì quen thuộc nhưng mà lại ngon, có đầy chất dinh dưỡng. Bây giờ mình mời cả nhà vào bếp cùng mình để làm bữa cơm trưa cho gia đình. Một số nguyên liệu thì mình cũng có chuẩn bị sẵn và mình cũng rửa sạch sẽ hết rồi, mình cắt nhỏ ra luôn. Mình có 2 búp salad với 400 gram tôm. Tôm đây thì mình làm mình cắt đầu rồi để mình ram luôn. Với mình để một ít mình nấu canh bầu. Bầu đây thì mình cũng sắc sẵn rồi, mình chuẩn bị để mình nấu với canh tôm ha. Mình chuẩn bị 200 gram thịt bò tái để mình trộn mình làm dĩa salad. Khi mình trộn bò thì mình chuẩn bị 2 chiếc kè, 1 củ hành tây. Rồi còn mình nấu canh thì mình có hành lá với tỏi với hành củ. Rồi một ít ớt ha. Bây giờ mình ướp cái thịt này trước để mình ram nha. Còn 300 gram nạc vai đây thì để mình ram mặn ngọt luôn. Kè với hành tây thì mình cũng sắc ra luôn. Bây giờ mình ướp cái thịt để mình ram nè. Cái bếp nhà mình nó hơi tối nên mình nấu mình phải bật đèn nữa nè. Mình cho vào đây 2 muỗng mắm. Thịt bò thì mình ướp 1 muỗng mắm thôi ha. Tôm thì cũng 1 muỗng mắm. Mình ướp gia vị thì nó cũng tương tự như vậy. Như vậy thôi ha. Tất cả 3 món này mình đều ướp có bột ngọt hết. Tôm thì mình cho ít, với thịt bò mình cũng cho ít bột ngọt. Mình nêm tất cả gia vị thông thường thì vào bếp nhà nào cũng đều có hết. Còn mình để ít tỏi để chút mình phi dầu. Mình để tất cả cho nó thấm gia vị được 10 phút rồi mình mới ram ha. Bữa là ra mình muốn hành ăn một chén nước mình cho vô luôn ha. Mình không cho gia vị nữa nha cả nhà. Tại nãy cơm á mình đã ướp gia vị rồi. Cơm này thì nó dễ thắt lắm, mình không có cho gia vị nữa. Tiêu, đặt lên bột ngọt đường mình cũng cho luôn vô vào mình ướp rồi. Cơm đây thì mình về mình cắt cái đầu ra cho nó dễ ăn. Rồi mình lấy cái tim đen trên sống lưng nó ra luôn rồi. Giờ tôm ram của mình thì nó cũng đã chín rồi ha. Mình sẽ cho ra dĩa luôn ha. Rồi sẵn mình lấy cái chảo này nè. Để mình xào thịt bò. Mình làm cho nó tiện khỏi 2-3 cái chảo. Thịt bò thì mình cũng cho một ít dầu vô đây. Mình sẽ cho tỏi vào. Mình coi nó hợp khẩu vị của mình chưa.
Bây giờ mình nêm thêm đây một ít đường nữa, nó cho cái miếng thịt bò nó dịu nó ngon. Cái chảo thịt thì nó cũng keo ha, nước sắp sắp rồi. Bây giờ mình cho chút hành với vài chị ớt vô rồi mình tắt bếp luôn. Xíu nha cả nhà, tại nhà mình thì mình nấu như là mình ăn cả ngày luôn. Mấy đứa nhỏ con mình ăn nước canh rất nhiều nên mình nấu nước nhiều một xíu. Mình nấu canh bầu thì mình nấu cơm chứ mình không có nấu dầu nữa, mình không có thích ăn dầu nhiều nên mình không có nấu dầu. Tiêu vô rồi bỏ nữa thì mình sợ canh nó cay, mình ướp tiêu vô tôm á. Tất cả mình đã nấu xong 4 món rồi ha, bây giờ mình cho ra dĩa luôn. Rồi mình mời cả nhà thưởng thức cùng buổi cơm trưa cùng gia đình mình. Mình làm buổi cơm trưa rất nhanh và gọn lẹ. Thôi, video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn vừa qua luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh mình. Rồi mình cảm ơn thật nhiều. Chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn, thành công trong cuộc sống. Giờ mình xin chào cô chú, anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye!